vượt qua nguy khó, bứt phá thành công. Với gói giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp của LP Bank. Xin chào các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Q&A, một chương trình mà các bạn rất yêu thích vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Các bạn vẫn đang giữ thói quen của mình đúng không ạ? Đó là vào tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân và đặt câu hỏi cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ chọn ra những câu hỏi thú vị nhất của tuần này để trả lời trên chương trình Q&A. Hãy bắt đầu nào. Bạn Here We Go, một cái tên nick rất là thú vị đúng không ạ? Em chào anh Quân, em thấy trong trận tranh Community Shield, Jurrien Timber của Arsenal đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng và thuyết phục mặc dù không phải đá vị trí sở trường. Vậy liệu huấn luyện viên Arteta vẫn sẽ để anh đá cánh trái hay không? Và liệu Timber có thể trở thành Joao Cancelo của riêng Arteta không? Đó có thể là một gợi ý thú vị dành cho huấn luyện viên Arteta ở mùa giải năm nay. Và hãy cùng bắt đầu với câu trả lời của tôi nhé. Có thể nói Jurrien Timber đang là tân binh có màn thể hiện tốt nhất cho Arsenal tính đến thời điểm hiện tại. Hậu vệ người Hà Lan dù bị xếp thi đấu trái với sở trường nhưng lại chơi như thể đã gia nhập pháo thủ từ lâu. Với nguồn năng lượng dồi dào, Timber hoạt động không biết mệt mỏi nơi hành lang cánh trái, lên công về thủ đều đặn và có kỹ năng xử lý bóng trong chân cực tốt. Một thống kê đáng ngạc nhiên là á quân của Arsenal mắc nhiều lỗi dẫn đến các cú sút của đối thủ hơn bất kỳ đội nào khác ở ngoại hạng Anh mùa trước và nhiều hơn gấp đôi so với 3 câu lạc bộ còn lại trong top 4. Pháo thủ tỏ ra lỏng lẻo trong việc kiểm soát bóng và lộ nhiều khoảng trống trong quá trình chuyển đổi. Arsenal hướng đến việc cải thiện điều này khi Timber có tính linh hoạt để bọc lót cho vị trí trung vệ, thậm chí có thể đảm nhận trọng trách đá tiền vệ. Nhưng tân binh người Hà Lan được kỳ vọng sẽ giúp cung cấp giải pháp và sự cân bằng cần thiết. Thương vụ này cũng có thể sẽ mang tính biểu tượng, một ví dụ điển hình về sự thay đổi trong lối chơi của hậu vệ cánh hiện đại. Tuy nhiên, việc quyết định có tiếp tục sử dụng Timber cho vị trí này hay không sẽ phải phụ thuộc vào nhiều thứ. Đầu tiên là tình hình nhân sự bên hành lang cánh này. Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal có Tierney và Zinchenko là hai cái tên thay nhau thi đấu trong vai trò hậu vệ trái. Nếu dùng đến cả Timber, Arteta sẽ phải tính đến phương án khác để không lãng phí nhân sự của mình. Bởi rõ ràng Zinchenko là một cái tên vô cùng chất lượng và cực kỳ hợp với hệ thống mà Arteta đang xây dựng. Bên cánh đối diện, pháo thủ có Ben White và Tomiyasu. Tuy nhiên, hậu vệ người Nhật Bản dành thời gian trong viện nhiều hơn trên sân cỏ. Thế nên Ben White gần như là người phải cày cuốc xuyên suốt mùa giải vừa qua và mục đích mà Arteta đưa Timber về cũng là để cải thiện sức mạnh nơi hành lang cánh phải. Chưa kể hậu vệ cánh cũng không phải là vị trí sở trường của Ben White. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ Saliba lại chơi rất hay mỗi khi có cựu cầu thủ Brighton bên cạnh và chưa chắc khi Timber được sử dụng bên cánh phải anh lại hoạt động hiệu quả hơn cánh trái dù đây là vị trí quen thuộc hơn của cầu thủ này. Việc có nhiều cái tên chất lượng trong đội hình sẽ thách thức khả năng vận dụng linh hoạt con người của Mikel Arteta. Cùng chờ xem quyết định cuối cùng của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong việc sử dụng Timber là gì, khi sự đa năng của hậu vệ này đang giúp Arteta giải quyết không ít vấn đề nơi hàng thủ. Bạn Minh 24, Trần Hoành 31, chào anh Quân, anh cho em hỏi với chấn thương của Nkunku thì anh nghĩ Chelsea có cần bổ sung thêm một tiền vệ công nào khác không và đó có thể là những ai? Thực sự là quá đen cho Chelsea, họ thực sự tin vào những gì mà Nkunku có thể mang lại ở đội bóng này. Nhưng bây giờ thì họ phải đối mặt với chuyện Nkunku không thể đá ở 4 tháng đầu tiên và chúng ta sẽ cùng xem là ai sẽ là người phù hợp để thay thế cho vị trí đó. Xét theo những nhân tố mà huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang có trong tay, chấn thương của Christopher Nkunku đúng là đang mang đến những ảnh hưởng không nhỏ trong kế hoạch chuyển nhượng của họ. Chắc chắn là trong mùa giải đầu tiên tiếp quản chiếc ghế nóng của mình tại Stamford Bridge, nhà cầm quân người Argentina sẽ làm mọi cách để giảm thiểu tất cả những sai số. Tương tự như chấn thương của Wesley Fofana trước đó, Pochettino đã thuyết phục thành công chủ tịch Todd Boehly mang về Asensi Sassi, một mảnh ghép vừa có thể thay thế Fofana ngắn hạn, vừa bổ sung thêm chiều sâu và cả tính cạnh tranh dài hạn trong trường hợp Thiago Silva nói lời chia tay sau khi mùa giải khép lại. Trở lại với tình trạng của Nkunku, trên thực tế thì dù tuyển Pháp không gặp phải chấn thương thì The Blue đã có sẵn danh sách những cái tên có thể chia lửa với anh trong suốt mùa giải dài hơi, bởi chỉ một mình Chukwuemeka là không đủ để khiến Pochettino cảm thấy an tâm. Cụ thể ở vị trí tiền vệ tấn công, hai cái tên được liên hệ nhiều nhất trong mùa hè năm nay chính là Mohamed Kudus, ngôi sao đang từng bước khẳng định tên tuổi bản thân tại Ajax Amsterdam và Ryan Cherki, cầu thủ vừa trở lại ấn tượng sau thời gian ngồi ngoài vì chấn thương tại Lyon. Thế nên việc bổ sung tiền vệ tấn công chỉ còn là câu chuyện sớm muộn. Vấn đề là ưu tiên của The Blue lúc này đang đổ dồn vào khu vực tuyến giữa, nơi Enzo Fernandez vẫn đang chưa tìm được một người bắt cặp xứng tầm. Với việc Moises Caicedo đang ở rất gần với việc gia nhập Liverpool thì khả năng cao Romeo Lavia hoặc Tyler Adams sẽ là cái tên được mang về.
và rồi sau đó đội bóng Tây London sẽ hướng đến việc bổ sung thêm một số 10 trước khi phiên chợ hè kết thúc. Bạn Cảnh Trần 5231, chào bình luận viên Anh Quân, anh có thể phân tích lối chơi của Lucas Paqueta được không? Cầu thủ mà Pep rất thích, lối chơi của cầu thủ Brazil có điểm gì giống và khác với De Bruyne? Chúc anh Quân cùng gia đình cuối tuần vui vẻ. Chúng ta đều biết rằng là ngày hôm nay thì Manchester City đã đưa ra một mức giá rất cao dành cho Lucas Paqueta, cỡ vào khoảng 102 triệu bảng Anh. Và chúng ta sẽ cùng phân tích vì sao họ phải mua đắt như vậy. Với lối chơi kỹ thuật nhưng không kém phần máu lửa, Paqueta khiến Pep Guardiola thích thú và muốn đưa anh về sân Etihad. Chia tay Gundogan và Mahrez, Pep mới chỉ tậu Mateo Kovacic cho tuyến giữa. Ông thầy Tây Ban Nha hy vọng bổ sung thêm tiền vệ mới trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Lucas Paqueta là cái tên được đích thân huấn luyện viên Pep Guardiola tiến cử cho ban lãnh đạo Man City. Sau chưa đầy 4 năm, cựu cầu thủ Flamenco đã thích nghi với môi trường bóng đá châu Âu, đồng thời trở thành tiền vệ hàng đầu. Ngay cả khi đang sở hữu Bernardo Silva, Phil Foden hay Mateo Kovacic, huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn thúc giục thượng tầng câu lạc bộ dốc hầu bao chiêu mộ Lucas Paqueta. Thực tế ngôi sao người Brazil sở hữu nhiều tố chất đặc biệt khiến nhà cầm quân 22 tuổi ngưỡng mộ. Theo thống kê của Footstats, Lucas Paqueta ra sân 28 trận ở mùa trước và ghi được 4 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Thế nhưng ghi bàn hay kiến tạo chưa phải là những điểm đáng chú ý nơi Lucas Paqueta. Cầu thủ 25 tuổi có sự dung hòa giữa chất nghệ sĩ và phong cách của một công nhân ở trên sân. Các số liệu chỉ ra Lucas Paqueta thực hiện trung bình 70 cú tắc bóng mỗi 90 phút, có 15 pha đánh chặn, tranh chấp tay đôi thắng 165 lần và có 28 lần giải nguy. Ở mặt trận tấn công, Lucas Paqueta có 31 đường truyền mở ra cơ hội ghi bàn, trung bình 1,32 lần mỗi 90 phút. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng của cầu thủ người Brazil là 4,97. Có thể thấy Lucas Paqueta là mẫu cầu thủ Brazil hiện đại và hiếm khi thi đấu dựa vào cảm xúc hay sự ngẫu hứng. Thậm chí nếu so với Phil Foden hay Bernardo Silva, Lucas Paqueta có số lần thu hồi bóng trung bình mỗi 90 phút thậm chí còn nhiều hơn. Lucas Paqueta thể hiện sự đa năng và linh hoạt trong lối chơi khiến huấn luyện viên Pep Guardiola bị ấn tượng. Nếu Man City chưa mộ thành công cầu thủ sinh năm 1997, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ có thêm nhiều phương án lựa chọn trên hàng công. Bạn tôi tên là Vân. Xin chào bình luận viên Anh Quân, tại sao Liverpool mùa hè này mới chỉ sắm về 2 tân binh mà lại là 2 vụ đều có khoản giải phóng? Có phải Liverpool chưa mộ ít và phải có điều khoản giải phóng là vì họ sợ bị thổi giá vì đang không còn tiền và hay họ muốn chú trọng cho kỳ chuyển nhượng mùa đông hơn? Chúc anh và ekip nhiều sức khỏe. Rõ ràng đó là một phân tích của bạn, nhưng hãy cùng đến với những gì cặn kẽ hơn về trường hợp này của Liverpool nhé. Trên thực tế, Liverpool luôn là đội bóng có phong cách chuyển nhượng tốc chiến tốc thắng và tương đối kín tiếng trong những phi vụ của mình. Thế nên chẳng có gì quá bất ngờ về việc cả hai chữ ký của họ hồi đầu hè đều được kích nổ theo dạng giải phóng hợp đồng. Đầu tiên là về trường hợp của Alexis McAllister, so với đẳng cấp và những gì mà anh đã thể hiện trong màu áo Brighton, 35 triệu bảng chính là một con số tương đối hời và tất nhiên Liverpool hoàn toàn không muốn bỏ qua cơ hội này. Còn về Dominic Szoboszlai, cách lý giải đơn giản nhất cho việc Liverpool chấp nhận bỏ ra đến 70 triệu euro để kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của anh chính là vì thời hạn của điều khoản này có thời hạn đến tháng 7 năm nay. Đồng nghĩa rằng sau khoảng thời gian cân nhắc, Liverpool đã quyết định xuống tay chốt hạ thương vụ để tránh đêm dài lắm mộng. Hay điển hình hơn là thương vụ mang tên Moses Caicedo mới đây. Mặc dù trong suốt mùa hè cái tên được liên kết nhiều nhất với The Kop là Romeo Lavia, nhưng cuối cùng họ đã khiến tất cả phải bất ngờ sau khi đưa ra lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng, qua đó hất cẳng Chelsea khỏi thương vụ. Và qua đó chúng ta cũng thể thấy yếu tố bất ngờ luôn là một yếu tố có trong phong cách mua sắm của đội bóng vùng Merseyside trong nhiều năm trở lại đây, bao gồm cả thương vụ Cody Gakpo hồi tháng giêng. Còn về việc liệu Liverpool có đang tích cóp để chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa đông không thì câu trả lời sẽ là không. Bởi như đã biết, với thứ triết lý tương đối phức tạp mà Jurgen Klopp đang xây dựng, ông cần phải có trong tay những mắt xích quan trọng trong thời gian càng sớm càng tốt để những nhân tố mới này có tối đa thời gian để thích nghi. Còn phiên chợ tháng riêng thường xuyên là thời điểm để ông giải quyết những vấn đề phát sinh, chẳng hạn như chấn thương của các trụ cột hay cần một quân bài mới để xoay chuyển đấu pháp. Bạn Quang Minh Pirates 5614, em chào anh Quân và mọi người trên kênh. Anh Quân cho em hỏi thể thức và quy tắc phân chia cặp đấu của EPL nói riêng và các giải vô địch quốc gia nói chung được thực hiện như thế nào? Bởi vì em thấy chuyện gặp đội nào trước đội nào sau có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của một câu lạc bộ trong mùa giải. Rất mong được anh giải đáp và chúc anh và tất cả mọi người có nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì một câu hỏi thú vị như vậy và chúng ta sẽ cùng đến với phân tích của tôi ngay bây giờ. Thật ra thì công đoạn sắp xếp lịch thi đấu ở các giải đấu thường là một quá trình tương đối công phu với hàng loạt những thuật toán được bỏ vào hệ thống. Đầu tiên họ sẽ dựa trên ngày diễn ra các trận đấu thuộc giải quốc nội của các cúp châu Âu và cả khoảng thời gian ngắt quãng để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia bắt đầu sắp xếp dữ liệu của mình.
Tiếp theo đó, lịch thi đấu của một giải đấu sẽ phải tuân thủ các nguyên tắc bao gồm số trận được chia đều cho sân nhà, sân khách, với vị trí địa lý cũng như sắp xếp tránh những đội bóng cùng thành phố thi đấu trong cùng một ngày. Sau khi đã hoàn thành các nguyên tắc, một bản lịch thi đấu nháp sẽ được gửi đến ban tổ chức giải đấu. Sau đó cả hai bên sẽ ngồi lại thảo luận để chốt lại bảng xếp hạng phù hợp nhất với các tiêu chí được đặt ra. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là các đội bóng hoàn toàn bị động trong công tác sắp xếp lịch thi đấu. Cụ thể, một trong số các nguyên tắc được đặt vào hệ thống đó là đến từ nguyện vọng của các câu lạc bộ, trong đó họ sẽ được phép điền vào 3 đề mục bao gồm việc có ngày nào không muốn thi đấu trên sân nhà hay không, muốn xem xét cân nhắc hoặc gặp tránh đội bóng nào về mặt ngoại chuyên môn, hay muốn gặp đội nào trên sân nhà vào những ngày lễ quan trọng. Và tất nhiên là không phải yêu cầu nào cũng được chấp thuận để đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Do đó đồng ý rằng việc gặp đội nào trước đội nào sau có thể sẽ để lại tác động cho một số trường hợp. Nhưng cần nhớ, lịch thi đấu vốn đã được ban hành từ đầu mùa giải. Thời điểm mà tất cả chúng ta chưa thể dự đoán trước được là các đội bóng sẽ thể hiện phong độ thế nào trong suốt mùa giải. Vì vậy, nếu xét một cách tổng thể thì đây là một quy trình công tâm và được sắp xếp hết sức kỹ lưỡng. Bạn Nguyễn Tuấn, em chào bình luận viên Anh Quân. Anh Trâm hỏi vì sao các cầu thủ mang quốc tịch Pháp rất dễ bị chấn thương về Anh, ví dụ như Pogba, Nkunku, Varane, Dembele, Martial, Fofana. Họ có một cái dớp gì đó không? Mong anh trả lời câu hỏi của em. Chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công. Đấy là phát hiện của bạn đúng không ạ? Rất thú vị. Và chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn một chút để lý giải về mặt khoa học hay là về mặt định tính hơn về những câu chuyện liên quan đến chấn thương của cầu thủ. Để lý giải về việc cầu thủ của Pháp thường xuyên gặp phải chấn thương thì có lẽ đến từ phong cách thi đấu của chính họ. Thông thường các thủ Pháp thường có gốc Phi, do đó dễ thấy rằng họ thường xuyên vận dụng nền tảng thể lực của mình để tạo ra tác động ở trên sân, dù đó có là những tình huống tranh chấp hay những pha bứt tốc. Vậy nên khi thi đấu thường xuyên ở cường độ cao, các chấn thương liên quan đến cơ và dây chẳng sẽ thường xuyên xuất hiện. Nói cách khác, điểm mạnh nhất của họ lại chính là thứ khiến họ gặp rất nhiều vấn đề về thể trạng. Không thể bàn cãi rằng những ngôi sao người Pháp thường phải chịu cảnh bỏ lỡ các trận đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ khác thì chẳng qua là họ được gọi tên nhiều hơn những cầu thủ đến từ các quốc gia khác mà thôi. Nói một cách dễ hiểu, nền bóng đá Pháp luôn sản sinh ra những tài năng đủ trình độ chuyên môn để có thể thi đấu ở các giải đấu hàng đầu lục địa già. Theo thống kê, không có bất kỳ quốc gia nào sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu trên 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, nhiều như những chiến binh đến từ đất nước hình lục lăng. Thậm chí thường có 2 đến 3 cầu thủ người Pháp trung bình ở mỗi đội bóng. Vậy nên, sự xuất hiện của người Pháp tại các giải đấu lớn nhiều đến mức khi họ gặp chấn thương thì nhiều người thường có cảm tưởng rằng Pháp đang chiếm tỷ lệ vượt trội về số lượng các bệnh binh. Bạn Tâm Real chào bình luận viên Anh Quân, ai sẽ là cái tên thay thế tạm thời trước khung thành của Real Madrid khi Thibaut Courtois đang chấn thương? Thầy Ancelotti sẽ sử dụng thủ môn thứ hai hay sẽ là cái tên nào đó trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian còn lại, chẳng hạn như De Gea? Nếu De Gea cập bến thì có phù hợp với Real Madrid không? Rất mong được anh trả lời. Một câu hỏi mang đầy tính lo lắng của những cổ viên của Real Madrid vào lúc này. Tôi thì lại không thiên về trường hợp của De Gea sẽ đến với Real Madrid ở những trạng tiếp theo của kỳ chuyển nhượng này. Thibaut Courtois đã bị ngã trong buổi tập sáng 10 tháng 8 và bật khóc khi phải rời sân bằng cáng. Theo thông tin ban đầu, người gác đền người Bỉ bị rách dây chằng chéo trước ở đầu gối trái. Với chấn thương này, Courtois sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Cầu thủ này có nguy cơ phải nghỉ thi đấu hết mùa 2023-2024. Los Blancos đã có những động thái nhất định trên thị trường chuyển nhượng khi ráo riết đi tìm người thay thế. Dẫu vậy, nhiều khả năng họ sẽ không kịp mua thủ môn trong tuần này và sẽ phải sử dụng Andre Lunin ở trận mở màn La Liga mùa 2023-2024 gặp Athletic Bilbao vào ngày 12 tháng 8. Thủ thành Ukraine được Real chiêu mộ từ Zidrola Luhan năm 2018, rồi lần lượt khoác áo Leganes, Valladolid, Oviedo theo dạng cho mượn. Anh ra mắt đội 1 Real từ tháng 1 năm 2021 và hiện có 17 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tất nhiên đó chỉ là phương án ngắn hạn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Theo nhiều nguồn tin, Real dường như đang nhắm tới David De Gea, thủ thành mà kề trắng từng có thời điểm rất muốn chiêu mộ nhưng không thành công. De Gea sẽ là một bản hợp đồng thay thế ổn cho Courtois, tuy nhiên đấy là trong trường hợp Courtois có thể sớm quay trở lại. Rất khó để Real đặt niềm tin vào De Gea cho cả một mùa giải, bởi như chúng ta đã biết, cựu sao Man United có những hạn chế nhất định trong bộ kỹ năng của mình, đặc biệt là khả năng chơi chân. Ngay cả huấn luyện viên Ancelotti cũng không ủng hộ thương vụ này, kể cả dưới dạng chuyển nhượng tự do. Theo đó, nhà cầm quân người Italia không đánh giá cao tài năng và sự ổn định của cầu thủ người Tây Ban Nha. Nguồn tin trên cũng cho rằng thủ môn Bono của Sevilla là cái tên đứng đầu danh sách rút gọn của Los Blancos. Jordi Mamardashvili của Valencia cũng lọt vào tầm ngắm của Real sau khi thi đấu nổi bật ở La Liga mùa trước. Ngoài ra, Kepa của câu lạc bộ Chelsea cũng được đội bóng thành Madrid quan tâm. Bạn Dimitri Huỳnh, theo anh, với sự chuẩn bị của 3 câu lạc bộ mới lên hạng EPL hiện tại thì đâu là đội có khả năng xuống hạng cao nhất và liệu có đội nào sẽ là ngựa ổ của năm nay hay không? Câu hỏi thú vị đấy, và chúng ta đang hướng về Burnley đúng không ạ?
Burnley giành chức vô địch hạng nhất Anh với 101 điểm, số điểm lớn nhất kể từ 102 điểm của Leicester ở mùa giải 2013-2014. Phong cách thi đấu của Burnley dưới thời huấn luyện viên Vincent Kompany đã thay đổi nhiều so với thời của Sean Dyche và nhiều người đã so sánh đội bóng này với Man City khi tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Burnley là khoảng 61% ở mùa giải trước. Tuy nhiên, đó là thời điểm Burnley còn chinh chiến tại giải Championship. Giải Ngoại Anh là đấu trường hoàn toàn khác, nơi sự khốc liệt là hơn hẳn sân chơi hạng 2. Chính vì thế, mục tiêu mà đoàn quân huấn luyện viên Kompany đặt ra chỉ là cố gắng trụ hạng thành công. Ở những đấu trường Cúp Liên đoàn Anh và FA Cup, có lẽ Burnley cũng không đặt nặng thành tích mà chỉ hướng sự tập trung của mình cho sân chơi Ngoại Anh. Họ chính là đội bóng được đánh giá cao nhất trong số 3 tân binh của Ngoại Anh mùa giải năm nay. Đối với Sheffield United, sau một mùa giải nhiều biến động và cuộc chiến trụ hạng đầy kịch tính, huấn luyện viên Paul Heckingbottom vẫn được ban lãnh đạo câu lạc bộ tin tưởng. Đây sẽ là mùa giải thứ 3 ông chèo lái đội bóng này. Hy vọng với kinh nghiệm và những gì đã trải qua cùng Sheffield United ở mùa trước, Heckingbottom sẽ giúp đội nhà thi đấu ấn tượng hơn tại Premier League 2023-2024. Tuy nhiên, với lực lượng hiện có và khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải, khi toàn phải đụng độ 2/6 đội bóng lớn sẽ là thử thách không nhỏ cho thầy trò Heckingbottom. Hơn nữa, với lực lượng hiện có, Sheffield United rất khó có thể đua trụ hạng thứ hạng cao. Vì vậy, khả năng trụ lại với giải Ngoại Anh của đội bóng này không được đánh giá quá cao. Luton Town góp mặt tại Premier League mùa 2023-2024 với tư cách tân binh của giải đấu cao nhất xứ sương mù sau trận cầu đắt giá nhất hành tinh. Trận chung kết playoff thăng hạng Premier League với tiềm lực tài chính hạn chế nên Luton Town dù rất cố gắng song cũng chỉ đưa về lác đác và gương mặt với mức phí bèo bọt so với những đối thủ nặng ký khác tại Premier League. Luton đặt mục tiêu là trụ hạng thành công, tuy nhiên đây là mục tiêu vô cùng khó khăn và không dễ thành hiện thực. Lý do bởi đội hình của Luton quá mỏng và chưa có kinh nghiệm chơi ở Premier League. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, họ chính là ứng viên số 1 cho suất xuống hạng tại Ngoại Anh mùa giải 2023-2024. Bạn Cường Joe cháu Quân mình thấy trích trè năm ngoái đã rất hay và đang trên chân vào top 4 thành công. Với tình hình nhân sự năm nay khi đã bổ sung thêm chất lượng đội hình, liệu cơ hội ở lại top 4 có nhiều không khi Liverpool và Chelsea tốt cũng đã thay đổi mạnh mẽ, chúc Quân và ekip nhiều sức khỏe. Rõ ràng Newcastle cũng đã có một sự chuẩn bị khá tốt ở mùa giải này. Nhưng đối với tôi thì họ vẫn chưa đủ khả năng để cạnh tranh với những đội bóng kia nếu họ đá đúng với thực lực của mình. Vào đầu mùa giải năm ngoái, chúng ta phải thực tế rằng không có ai tin rằng Newcastle United có thể tiến vào top 4 của giải đấu. Nhưng rồi họ giữ chắc sự chắc chắn của mình qua rất nhiều giai đoạn, trong khi các câu lạc bộ khác lại thiếu ổn định, trừ Man City và Arsenal. Vì vậy, kể cả trong bất kỳ một bối cảnh nào thì vẫn có khả năng để Newcastle United tiếp tục xuất hiện trong top 4. Đến cả huấn luyện viên Eddie Howe mùa trước còn thừa nhận rằng không tin đội bóng của mình có thể lọt vào top 10. Phải nói rằng việc Newcastle United thể hiện tốt ở việc phòng ngự như vậy là điều rất đỗi ngạc nhiên và là kết quả của cả chiến thuật lẫn phong độ của cao thủ. Ở mùa giải này, hàng phòng ngự của họ vẫn không thay đổi. Trường hợp của Tino Livramento được đánh giá là bản hợp đồng của tương lai. Khi Alan Samet-Simin và Chris Gould rời đi, Newcastle United mang về một cầu thủ trẻ tiềm năng là Jankuba Minte. Và dù gì thì những nhân tố chính trên hàng công mà nhất là Callum Wilson còn ở đó. Nhưng mình không thực sự đánh giá cao cầu thủ này có thể duy trì tốt phong độ như ở mùa giải trước. Newcastle thay đổi bằng cách mua nhiều tiền vệ hơn. Harvey Barnes và Sandro Tonali đến đây làm dày tuyến giữa và cũng là sự bổ sung cho vị trí yếu nhất của họ mùa trước. Có vẻ Newcastle muốn hướng tới một cách chơi chủ động hơn, trông giống ông lớn hơn và vì thế mà mình cũng có rất nhiều kỳ vọng về câu lạc bộ này ở giai đoạn mùa tới. Tuy nhiên, lý do mà mình không dự đoán về điều này là bởi những đối thủ của Newcastle như Liverpool, Chelsea hay Manchester United tạo cho mình cảm giác tốt hơn ở mùa giải năm nay. Họ đã mua thêm nhân sự. Hầu như mọi câu lạc bộ đều có những con người mới, khát khao mới và cả quyết tâm mới. Newcastle United có thể là một đội bóng cạnh tranh cho top 4. Bạn Khánh Nguyễn em chào anh Quân, anh cho em hỏi, anh dự đoán gì về Tottenham ở mùa sau khi nghe tin Kane đã sắp đến Bayern? Thì em cho là khá lo cho Tottenham trong mùa sau. Nhưng sau trận với Barca thì phong độ của Tốt cũng không tệ và Richarlison cũng đang phong độ tốt. Vậy anh nghĩ Tottenham có thể trở lại phong độ vào top 4 được không? Em chúc anh Quân và ekip nhiều sức khỏe. Khó khăn đấy với Tottenham ở mùa này. Thực tình thì thương vụ Harry Kane chuyển tới Bayern Munich là một thương vụ quá lớn đối với tình hình của Tottenham. Việc họ có một khoản tiền lớn và lựa chọn quyết định đầu tư vào ai sẽ ảnh hưởng khá lớn tới họ. Tuy nhiên, mình không thực sự đánh giá cao về khả năng tiến vào top 4 của Premier League vì mức độ cạnh tranh của vị trí này quá cao so với kỳ vọng của Tottenham, dù là kỳ vọng lớn nhất. Tottenham có một huấn luyện viên mới cùng một loạt tân binh với mức giá không hề rẻ như Maddison 40 triệu bảng, Mickey van der Ven 43 triệu bảng hay Pedro Pojo 39 triệu bảng. Nhưng họ ngoài Maddison cũng không thực sự là những chữ ký quá nổi bật và sẽ cần chứng minh thêm.
Còn về Ange Postecoglou thì mình nghĩ rằng huấn luyện viên này sẽ có kết quả khá khả quan, nhưng việc duy trì được nó cho tới giai đoạn sau của mùa giải hay không sẽ là vấn đề. Ông sẽ biến câu lạc bộ này thành một Spurs khác với những gì mà chúng ta biết về họ trong những năm trước. Số lượng lớn các tân binh tới đây cũng sẽ thay đổi diện mạo của gà trống đi phần nào, và như chúng ta đã nói thì chắc chắn sẽ vẫn còn những cái tên khác về với câu lạc bộ. Cũng đừng quên về cái điểm khi Harry Kane rời câu lạc bộ. Chúng ta có thể khẳng định Harry Kane chiếm tới gần nửa sức mạnh của Tottenham mùa giải trước. Nhưng biết đâu khi bỏ Kane ra, câu lạc bộ này sẽ lại nhận được một vài sự may mắn hơn so với họ trước đây. Nhưng tất nhiên đó chỉ là yếu tố vui vẻ thôi. Điểm chính của câu chuyện này là sự cạnh tranh quá lớn của các câu lạc bộ khác sẽ khiến Tottenham gặp rất nhiều khó khăn. Và dĩ nhiên bản thân mình cũng không tin vào khả năng vào top 4 của họ. Bạn Away, em chào anh Quân. Mong anh trả lời câu hỏi là ngoài League Cup và MLS thì M10 còn có thể thi đấu ở đấu trường nào khác cùng Inter Miami trong mùa giải này hay không? Có cảm giác như chúng ta đang rất thèm khát những trận đấu của Messi đúng không ạ? Bất kể đó là trận đấu diễn ra ở giải gì, và chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ về chuyện là thưởng thức những trận đấu đó theo kiểu như là xem một bộ phim chẳng hạn. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ngoài những cái giải đấu mà bạn kể ra, Messi sẽ thi đấu ở đâu. Ngoài League Cup và MLS thì Messi và Inter Miami còn có nhiều mục tiêu khác để có thể cạnh tranh cùng với đội bóng này. Đầu tiên là MLS Playoff, Messi và các đồng đội cần thi đấu tốt ở MLS để trở thành 18 trong tổng số 29 đội tiến vào vòng Playoff của giải đấu. Hiện Inter Miami đang ở cuối bảng xếp hạng miền đông MLS và theo tính toán thì họ cũng phải thắng được 80% số trận còn lại để hy vọng đứng thứ 9 và trở thành một phần của MLS Playoff. Tiếp theo là giải US Open hay còn gọi là giải Mỹ mở rộng. Inter Miami đã tiến tới vòng bán kết, họ sẽ đối đầu với câu lạc bộ Cincinnati trước khi gặp một trong hai đội là Houston Dynamo và Real Salt Lake ở chung kết để tranh chức vô địch. Thách thức của Inter Miami chính là câu lạc bộ Cincinnati đó, bởi vì câu lạc bộ này gần như sẽ vô địch MLS, khu vực miền đông và có thể là cả giải đấu. Đây được coi là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất nước Mỹ và họ khác biệt với hầu hết đối thủ nào khác mà Inter Miami từng gặp. Inter Miami cũng sẽ phải cố gắng để giành được vé tham dự CONCACAF Champions Cup. Bạn có thể coi nó là Champions League của khu vực CONCACAF, hoặc là họ sẽ vô địch US Open Cup, hoặc là trở thành top 3 của giải League Cup đang diễn ra. Nói chung thì Messi hiện tại có khả năng giành được League Cup và US Open. Cả đội cũng phải cố gắng để có thể được chơi tại Champions League của khu vực CONCACAF, hay gọi đúng là CONCACAF Champions Cup. Họ cũng sẽ cố gắng để chơi tốt tại MLS và giành quyền vào chơi ở vòng playoff để chúng ta có thể chứng kiến họ thi đấu nhiều hơn. Bạn Arsenal Việt Nam 1, xin chào anh Quân, bạn cho mình hỏi là sau khi Man City có cú ăn bà mùa giải năm ngoái thì ý chí nghị lực của cầu thủ đó còn có thể tiến lên tìm những danh hiệu ở mùa giải mới hay không? Rất nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng là khi bạn chơi ở một đội bóng như là Man City, Real Madrid, Barcelona thì bạn phải lúc nào cũng hướng về chiến thắng thôi, bởi vì không phải là khi mà bạn đã giành được thành công đó rồi bạn sẽ dừng lại ở mùa giải tiếp theo, đúng không ạ? Đúng là việc khi bạn đạt mục tiêu nào đó quá lớn lao, một phần ý chí của bạn đã biến mất. Nên việc các cầu thủ của Man City có còn giữ được ý chí như cũ không thì có lẽ là không. Nhưng việc thúc đẩy một tập thể đi lên và tiếp tục thành công phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Trong đó, tầm quan trọng của người đứng đầu và cá nhân cầu thủ là rất lớn. Sẽ có những cầu thủ cảm thấy cầu thủ đã đầy đủ và rời đi. Có những người cảm thấy đủ nhưng vẫn muốn cống hiến dù khao khát không còn nhiều. Hay cũng có người vẫn cảm thấy như bình thường và vẫn chơi với khát khao ngày nào. Điều đó tùy thuộc vào tư duy, cảm xúc và sự khác biệt của mỗi cá nhân, và trong một tập thể thì việc nắm được nó rất quan trọng. Về mục tiêu, Man City vẫn còn nhiều mục tiêu mà họ có thể hướng tới. Chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp mà không câu lạc bộ nào làm, hay thống trị châu Âu năm thứ hai để có thể lặp lại điều Real Madrid từng làm, hay là tiếp tục thống trị mọi giải đấu ở nước Anh dù cho các đối thủ có trở nên mạnh hơn. Luôn có những mục tiêu để hướng tới trong bóng đá, và chúng ta đã thấy ở Man City, họ có một thứ tinh thần tập thể tuyệt vời để giữ nhịp chiến thắng. Chắc chắn cảm giác và khao khát của họ thay đổi, nhưng Pep Guardiola, Kevin De Bruyne, những ông chủ, những người quyền lực và những người có ảnh hưởng lớn đến City sẽ là trụ cột để giữ cho sự cạnh tranh của câu lạc bộ này vẫn mạnh mẽ. Mình có niềm tin vào điều đó, và chính họ chắc chắn cũng muốn thế giới nhìn vào nhà vô địch châu Âu với sự ngưỡng mộ khi thi đấu. Bạn Minh Anh Dương, hello anh, đã nhiều lần đặt câu hỏi mong lần này được anh trả lời. Hãy đưa dự đoán bảng xếp hạng ngoại Anh và đội hình Fantasy Premier League của mình được không? Một câu hỏi cực kỳ khó để có thể trả lời vào lúc này. Nhưng thôi thì lâu rồi bạn không được trả lời đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời của tôi. Tất nhiên là việc dự đoán bảng xếp hạng Premier League ở đầu mùa là việc mà chỉ dựa vào cảm giác là nhiều. Và có khi mùa giải trôi qua một chút mình sẽ là có những nhận định khác.
Nhưng đây là lựa chọn của mình và các bạn cũng có thể đưa ra lựa chọn của các bạn ở dưới phần bình luận của video này. Ở vị trí đầu tiên mình lựa chọn Man City cũng đồng nghĩa với đội vô địch của mùa giải. Mình đang nghĩ về việc mùa giải này Arsenal và Manchester United sẽ tạo ra sự cạnh tranh khá lớn vì họ có độ dày đội hình tốt. Và theo mình Arsenal sẽ đứng thứ 2 và Man United đứng thứ 3. Liverpool là cái tên mình chọn ở top 4 nhưng top 5 Chelsea vẫn có thể tham dự Champions League trong trường hợp đặc biệt. Newcastle sẽ đứng vị trí thứ 6, Aston Villa thứ 7 và Tottenham sẽ thứ 8. Trong khi Brighton ở vị trí thứ 9 và kế tiếp là West Ham. Ở 10 vị trí nửa dưới bảng xếp hạng, mình nghĩ về Brentford ở vị trí thứ 11, Burnley ở vị trí 12, Fulham thứ 13 và Everton thứ 14. Crystal Palace sẽ kết thúc ở vị trí 15, trong khi Nottingham Forest ở vị trí 16. Wolverhampton theo mình sẽ ở vị trí 17 và 18, 19, 20 lần lượt sẽ là Bournemouth, Luton Town và Sheffield United. Không biết nó sẽ đúng bao nhiêu phần trăm nhưng đây là cảm giác của mình ở đầu giải. Về đội hình fantasy, không biết các bạn có biết về việc mình đang có một league vui vẻ với các người anh Quang Huy, Quang Tùng và anh Ngọc ở chương trình We Speak Football không nhỉ? Chúng ta bao gồm các bạn, mình và các anh sẽ tham gia thi tài với nhau mỗi vòng đấu. Để tham gia thì các bạn phải là hội viên của kênh và tham gia vào nhóm EPL Fantasy cùng We Speak Football trên Facebook. Còn sau đây là video hướng dẫn cụ thể hơn để có thể tham gia cùng chúng mình. Truy cập trang web fantasy.premierleague.com. Bạn có thể đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng Facebook, Gmail. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, đăng nhập tài khoản bằng Gmail và bắt đầu trải nghiệm Fantasy Premier League. Lựa chọn tab Pick Team trên thanh công cụ của trang chủ FPL và bắt đầu quá trình lựa chọn cầu thủ của mình. Với 100 triệu bảng, bạn cần phải tính toán để mang về 15 cầu thủ phù hợp nhất. Với tính toán của mình bao gồm 2 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 3 tiền đạo. Mỗi vòng đấu, bạn hãy chọn ra 11 cái tên ở đội hình chính mà bạn nghĩ rằng có khả năng mang về nhiều điểm số nhất có thể. Bạn cần phải quyết định được 11 cái tên trong đội hình chính 90 phút trước khi trận đấu đầu tiên của vòng đấu diễn ra. Số điểm của Fantasy Premier League được tính dựa vào phong độ thực của cầu thủ mỗi vòng đấu. Các yếu tố được xét đến như số phút thi đấu, bàn thắng kiến tạo, giữ sạch lưới, thẻ vàng, thẻ đỏ, bàn thua phải nhận, penalty. Người chơi sẽ có 4 chip hỗ trợ để nâng cao điểm số của mình bao gồm Free Hit, giúp người chơi có thể chuyển nhượng miễn phí không giới hạn trong một vòng đấu. Tuy nhiên sau khi vòng đấu kết thúc, đội hình sẽ quay trở lại như trước khi dùng Free Hit. Wild Card, giúp người chơi có thể chuyển nhượng miễn phí không giới hạn trong một vòng đấu. Đội hình đã mua khi sử dụng Wild Card sẽ được giữ nguyên sau vòng đấu. Ben Boat, cộng thêm điểm các cầu thủ dự bị ở vòng đấu đó. Triple Captain, gấp 3 lần điểm số cầu thủ mang băng đội trưởng ở vòng đấu đó. Sau khi đăng ký thành công, hãy chụp màn hình của tài khoản bạn đăng ký và gửi về fanpage của bình luận viên Anh Quân. Các bạn sẽ được thêm vào group EPL Fantasy cùng We Speak Football và nhận mã code tham gia giải đấu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia trực tiếp nhóm Facebook và trả lời câu hỏi để xác minh tài khoản YouTube của bạn. Bạn Hiếu Nguyễn, em chào anh Quân, anh cho em hỏi việc được trao chiếc băng đội trưởng mới ở Chelsea thì một cầu thủ trẻ như Rich James sẽ phải trải qua những áp lực gì? Rõ ràng là rất áp lực nhưng đó là người xứng đáng nhất mà Chelsea có thể trao chiếc băng đội trưởng vào lúc này. Hãy cùng phân tích điều đó. Rõ ràng trở thành đội trưởng của một câu lạc bộ như Chelsea là một điều sẽ phải có nhiều áp lực bất kể là với ai. Và với một người còn trẻ như Rich James, rõ ràng áp lực sẽ càng trở nên lớn hơn vì phải cân bằng rất nhiều thứ từ quan hệ con người trong đội bóng, chuyên môn cá nhân và sức ép từ truyền thông. Tuy nhiên, chính bản thân Rich James cũng đã được dự đoán sẽ trở thành đội trưởng của Chelsea trong những ngày vừa qua, nhất là trong những trận giao hữu đầu mùa khi anh nâng danh hiệu vui vẻ này cùng đồng đội. Việc Chelsea hầu như đã chia tay với những cầu thủ cũ và chỉ còn vài cầu thủ kỳ cựu tính cả Rich James khiến mọi việc trở nên dễ dàng và hiển nhiên hơn, chứ không phải là điều gì đó mà nhiều người không đồng tình.
Mọi thứ càng hợp lý hơn khi Mason Mount rời đi và biểu tượng cho học viện lớn nhất mà Chelsea còn lại chính là Rich James. Kịch bản này được coi là kịch bản đẹp nhất và phù hợp nhất với tình hình hiện tại. Vấn đề với James là những câu chuyện về chuyên môn, với đội trưởng sẽ không có tác dụng gì nếu nằm sân liên tục hay chơi quá giờ, không thể làm gương cho người khác. Tính cách của một người đội trưởng cũng buộc phải được trau dồi dần, bởi rõ ràng chúng ta vẫn còn nhìn thấy rất nhiều những hình mẫu đội trưởng không xứng đáng. Vậy là chúng ta đã đi qua chương trình Q&A của tuần này. Ngoại ngay sẽ trở lại vào ngay đêm nay thôi. Sẽ có rất nhiều những điều thú vị đang chờ chúng ta ở phía trước. Và chắc chắn rồi, vào thứ 6 tuần sau, tôi dự là mình sẽ phải trả lời những câu hỏi rất là hóc búa đến từ những khán giả của chương trình Q&A. Mong sao là các bạn vẫn yêu quý chương trình như bây giờ, được không ạ? Và hãy ấn subscribe nếu chưa làm điều đó. Hãy dành một nút like cho video này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.